Ok. Sinh ra thì đã ở Phật Đức, có gia đình là hào phú bạc tỷ, ngậm thì vàng từ lúc nằm trong nôi, nắm trong tay là tiền và địa vị, được đảng sang chức chủ tịch của công ty. Dù cho xã hội họ dậy nghị, mới lên cấp 3 nhưng nổi thích khắp trường sở thích là dùng đồng tiền để thị uy. Thức dậy ở trong cái biệt thự, bữa ăn trên bàn là sơn hồ hải vị, khoác vào đồ hiệu, lên chiếc ô tô, sống sung sướng không có gì phải nghĩ, thoải mái ăn chơi, vung tiền mất tay. Không cần phải lo về chi phí, không quan tâm đến lời nói ngoài tay, chấp nhận cuộc sống trong thị phi. Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích ok. Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích nhưng mà người ta đâu biết nó đã phải trải qua những gì. Họ chỉ biết kinh ghét và đố kỵ. Ba mẹ thì chỉ lao đầu vào công việc, mặc kệ thằng con như thể là vô tri, thiếu đi tình thương và không ai dạy bảo. Tính cách dần trở nên chai lì, coi việc học nhàm chán và vô vị, xem lời thầy cô là những điều vô lý. Bạn bè chơi chung chỉ toàn là vì tiền. Nó đâu có ai là tri kỷ, đâu có ai để sẻ chia những thứ tiêu cực hình thành trong suy nghĩ. Nó cũng muốn được như bao đứa bạn, được ba mẹ mình trân quý, dù gì cũng chỉ là thằng nhóc chưa lớn, nhận tổn thương rồi suy là thêm suy. Vậy lỗi do nó hay do cuộc đời, do lối sống ba mẹ đã ích kỷ, sinh ra mà không quan tâm dạy bảo. Nó hư hỏng đâu có gì nghịch lý, mặc kệ đứa con có làm gì, thứ họ quan tâm là kiếm ra tiền tỷ, đánh đổi cả những thứ quan trọng ở gần bên. Ừ thì cuộc đời đâu có gì miễn phí. Vậy lỗi do nó hay do cuộc đời, do lối sống ba mẹ nó ích kỷ, sinh ra mà không quan tâm dạy bảo. Nó hư hỏng đâu có gì nghịch lý, mặc kệ đứa con có làm gì, thứ họ quan tâm là kiếm ra tiền tỷ, đánh đổi cả những thứ quan trọng ở gần bên. Ừ thì cuộc đời đâu có gì miễn phí. Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích ok. Sinh ra thì đã ở vạch đích. Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích thì sao? Sinh ra thì đã ở vạch đích. Thế nên là sinh ra đã ở vạch đích, đâu phải là nhích một bước tới thành công. Sinh ra đã ở vạch đích, nhưng đánh đổi quá nhiều thì liệu có đành không? Sinh ra đã ở vạch đích, chưa chắc cuộc đời sung sướng tông màu hồng. Sinh ra đã ở vạch đích, chưa chắc đã được hạnh phúc như ước mong. Sinh ra đã ở vạch đích, đâu phải là nhích một bước tới thành công. Sinh ra đã ở vạch đích, nhưng đánh đổi quá nhiều thì liệu có đành không? Sinh ra đã ở vạch đích, chưa chắc cuộc đời sung sướng tông màu hồng. Sinh ra đã ở vạch đích, chưa chắc đã được hạnh phúc như ước mong.